Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết huyện ủy trong năm 2021, thảo luận nghị quyết huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhìn chung trong năm qua, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn đạt được nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng được chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đưa các công trình vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khả quan, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, góp phần khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Năm 2021, xã Đại Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đại Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hai khu dân cư ở xã Đại Hưng được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất trang thiết bị trường lớp được đầu tư mở rộng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công thường xuyên được chú trọng. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện xuyên suốt. Năm 2022, huyện Đại Lộc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn, huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy Đại Lộc cũng vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, toàn Đảng bộ kết nạp mới 93 đảng viên, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, thực hiện có hiệu quả. Theo đó, các cấp ủy Đảng kiểm tra 4 tổ chức đảng cấp dưới và 8 đảng viên, giám sát tổ chức đảng và 7 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát đã thi hành kỷ luật 38 đảng viên. Ủy ban kiểm tra huyện ủy xử lý kỷ luật 2 đảng viên vi phạm theo quy định. Công tác dân vận được quan tâm, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo ở các địa phương đơn vị. Bước sang năm 2022, các cấp ủy đảng ban ngành cần tiếp tục tổ chức phổ biến quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của đảng, tuyên truyền sâu rộng chủ đề công tác năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc tặng giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, tặng giấy khen cho tổ chức đảng cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân huyện Đại Lộc tiến hành kỳ họp cuối năm tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2021 và bàn nhiều biện pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tham dự kỳ họp có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an Quảng Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thành. Tại kỳ họp này, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện trình bày báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. Theo đó, năm 2021, tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.461 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2020. Đại Lộc cũng đã thu hút 3 dự án sản xuất vào các cụm công nghiệp. Ngoài ra, Đại Lộc còn xây dựng 13 danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt. Chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng luôn được giữ vững, đời sống của nhân dân được nâng cao. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến đáng kể, dần đi vào nề nếp. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đại Lộc thông qua 10 nghị quyết quan trọng để triển khai trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, song Đảng bộ chính quyền và người dân huyện Đại Lộc cũng đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp đầu năm 2022, phóng viên chuyên mục đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi này với chúng tôi. Thưa ông, thì trong năm 2021 là một năm đầy biến động với cả tỉnh, cả nước. Tuy nhiên, đối với huyện Đại Lộc thì cũng đã có những cái phát triển rất là vượt bậc về mà nhiều mặt. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái thành tựu mà huyện Đại Lộc đã đạt được trong cái năm vừa qua? Điểm mạnh của Đại Lộc trong năm qua đó là cái sự đoàn kết của đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
đã đồng lòng chung sức vượt qua đại dịch Covid, đạt được những kết quả rất là khả quan. Bên cạnh đó thì kinh tế xã hội đã được kết quả hết sức tích cực. Tổng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.145 tỷ, trong đó thu phát sinh kinh tế là hơn 220 tỷ, đạt và vượt dự toán của tỉnh và huyện giao. Các cái tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là đạt trên 12.000 tỷ, vượt xa so với năm 2020, tăng 9,6%. Đó là những kết quả là bước đầu rất đáng khích lệ. Bên cạnh đó thì công tác quy hoạch của huyện luôn được chú trọng, trong năm vừa qua đã hết sức tích cực làm việc với lại các ngành chức năng của tỉnh, hoàn thiện quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ái Nghĩa. Bên cạnh đó thì công tác đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện là được đẩy mạnh. Trong năm đã hoàn thành công trình cầu Hội Khách Tân Đợi, triển khai thi công công trình đường tránh phía Tây thị trấn Ái Nghĩa, khởi công thi công xây dựng công trình đường nối từ trung tâm thị trấn Ái Nghĩa đi xã Đại An và một số công trình trọng điểm khác. Bên cạnh đó thì huyện đã tích cực cùng với tỉnh đã xúc tiến nguồn vốn của Trung ương để tiến hành đầu tư công trình trọng điểm đường nối từ DT609C đến quốc lộ 4B, trong đó có cầu An Bình. Đây là một trong những công trình trọng điểm kết nối liên vùng của huyện, sẽ tạo động lực liên kết giữa các xã vùng B đi qua các khu cụm công nghiệp dọc quốc lộ 4B. Hứa hẹn công trình này hoàn thành sẽ tạo được động lực phát triển kinh tế lớn cho huyện nhà. Thưa ông, thì năm 2021 là năm mà Đại Lộc đạt được rất nhiều kết quả như vậy. Và thì trong năm 2022, năm chuyển tiếp giữa nhiệm kỳ giữa cái chu kỳ 5 năm 2021-2025, và thì Đại Lộc đã có những cái giải pháp cũng như những cái định hướng chiến lược như nào để tập trung phát triển kinh tế xã hội để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm. Ngay từ cuối năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo ban huyện đã xây dựng chương trình triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, mà trong đó là tập trung là ứng phó kiểm soát linh hoạt hiệu quả công tác phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính và siết chặt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Đây là bốn nhóm vấn đề trọng tâm mà huyện đã đề ra. Về ứng phó linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thì huyện đã kích hoạt công tác điều trị bệnh tại nhà trong tháng 1 năm 2022. Rút kinh nghiệm trong năm vừa qua thì đến bây giờ huyện đã tự tin để triển khai điều trị F0 tại nhà. Tiến tới từng bước là chúng ta sẽ thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh. Thứ hai nữa, về phục hồi phát triển kinh tế thì huyện đề ra 3 nhóm đột phá để đẩy mạnh thực hiện. Thứ nhất là phát triển cơ sở hạ tầng. Khi chúng ta phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng thì nó sẽ phục vụ kết nối để phát triển về kinh tế. Song song với việc phát triển cơ sở hạ tầng thì huyện đã chỉ đạo các ngành triển khai rà soát để đề xuất tỉnh phát triển mở rộng các cụm công nghiệp theo dọc trục quốc lộ 4B theo định hướng quy hoạch của tỉnh. Thưa ông, thì Tết Nguyên Đán Nhâm Dần cũng đã cận kề rồi. Với huyện Đại Lộc thì cái công tác chăm lo Tết cho người dân, nhất là những đối tượng bảo trợ xã hội, những đối tượng có công cách mạng thì chúng ta đã triển khai ra sao ạ? Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo dân huyện thì ngay từ đầu tháng 12 đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để tiến hành rà soát kỹ lưỡng các trường hợp, các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, và đã chỉ đạo cho các ngành cũng như địa phương thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách để đảm bảo cho tất cả các bà con chúng ta đón một cái Tết ấm no, nghĩa tình và an toàn. Cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc vừa tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, công tác quốc phòng quân sự địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng công an nắm chắc địa bàn, trực phòng chống lụt bão, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản lãnh đạo chỉ đạo của các cấp đối với công tác quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức tốt việc huấn luyện giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2021, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 và cho 4 xã theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối, kết quả đạt cao. Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó,
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 được thực hiện đầy đủ các bước, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật, bàn giao 285 tân binh chất lượng tốt cho các đơn vị nhận quân. Công tác chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc cũng vừa tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện công tác mặt trận năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Mặt trận các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động, ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền gần 2 tỷ đồng, trên 56 tấn lương thực thực phẩm, qua đó hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch, phối hợp vận động và tổ chức chuyến xe yêu thương, hơn 41 tấn lương thực ủng hộ nhân dân trong và ngoài tỉnh bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng hai kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho hai cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận huyện cũng đã khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021. Mới đây, Hội cựu chiến binh xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc tiến hành tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là địa phương được chọn tổ chức làm đại hội điểm cho toàn huyện. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội cựu chiến binh xã Đại Nghĩa luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự giúp đỡ của chính quyền và sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội cựu chiến binh huyện, Hội cựu chiến binh xã đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội các cấp. Đời sống của nhân dân hội viên từng bước được nâng lên. Các hội viên luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Các hội viên luôn tham gia tuyên truyền các phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động hiến đất làm đường bê tông nông thôn. Bên cạnh đó, công tác khuyến học được đẩy mạnh, trao tặng 119 suất học bổng cho con em cựu chiến binh học giỏi. Trong nhiệm kỳ đã xây mới sửa chữa 5 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Đại Nghĩa và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cựu chiến binh huyện Đại Lộc. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương Đại Lộc phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.